Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết đến cuối năm 2020, Đà Nẵng phải đóng cửa 13 mỏ khoáng sản. Trong số 27 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, được thành phố cấp thì có 22 mỏ đá với tổng trữ lượng 22,8 triệu mét khối. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 sẽ có 12 mỏ đá phải đóng cửa. Về đất đồi làm vật liệu san lấp thì đến cuối năm 2020 chỉ còn 2 mỏ đất đồi hoạt động với tổng khối lượng được khai thác còn lại khoảng 600.000 mét khối. Trong khi đó, nhu cầu đất san lấp cho những năm sau 2020 khoảng 2,5 triệu mét khối một năm, thiếu khoảng 1,7 triệu mét khối một năm. Với việc đóng cửa hàng loạt mỏ khoáng sản, nguồn cung vật liệu xây dựng bị thiếu trầm trọng, dẫn tới nguy cơ khan hiếm vật liệu xây dựng đẩy giá lên cao.